Qua thường gọi bạn nó lại bảo 200 tám thì sao thì nó mình đang nói nó mua tưởng là gì bán thế nha. Đây là cái chào mừng thì thôi coi như là đây đóng chuyển hợp đồng này là có hết số này và được cấp phép ngày nào này đấy. Hanwha Life Việt Nam giấy cấp phép thành lập 51 KGDH giấy mở cấp ngày 12/6/2018. Cái này là do Bộ Tài chính cấp nhá. Đấy, cái này thì cần phải nói lại không? Hay là chỉ nói những cái ấy thôi, cái quyền lợi thôi. Đấy thì trên cái giấy chứng nhận của mình là nó thể hiện hết luôn. Như của cháu là được bảo vệ số tiền bảo hiểm là 500 triệu. Tối đa là 500 triệu đối với trường hợp cái sản phẩm này và với số tiền này cháu được bảo vệ 500 triệu là gọi là bảo hiểm. Thì cái số tiền bảo hiểm này nó như thế nào, nó bảo vệ sinh mạng chẳng hạn, như là khách hàng A chẳng hạn không may mà bị thương tật bội viện chưa được sống hết là tử vong thì nó thương tật bội viện là nó có hai cái điều kiện. Một là người ta quyết định là 2/6 bộ phận của cơ thể, tức là hai tay, hai mắt và hai chân. Không may khách hàng mà bị thương tật từ khuỷu tay trở lên, bị mất từ khuỷu tay trở lên thì coi như là không phục hồi được nữa. Nhưng tóm lại là bị từ khuỷu tay trở lên không phục hồi được nữa thì được coi là trong hai tay hoặc là một tay hoặc một chân thì gọi là thương tật bội viện 2/6 của cơ thể. Hai mắt hai tay hai chân. Đấy là điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai là 81% sức khỏe do bác sĩ chuyên khoa giám định. Bảo ơi, bố với bà đang nói chuyện nên hai em trật tự nhá, không được nói chuyện. Bắt được trẻ con nói chuyện hơi khó. Ngồi im mà xem. Im nhá. Đấy. Thì 81% sức khỏe chẳng hạn như không may bị bỏng nặng. Đấy. Hoặc là tóm lại là bị thương tật ngã ra giáo không mất hai tay chân nhưng mà bị giám định là mất 81% sinh vật thì cũng coi là thương tật viện thì họ sẽ giảm cho luôn cái số tiền này. Đấy, và cái số tiền này được nhận đến năm 65 tuổi, tức là điều kiện để mà nhận cái quyền lợi thương tật là đến năm 65 tuổi. Còn sau 65 tuổi thì nó sẽ trả bằng số tiền của giá trị tài khoản hợp đồng. Chẳng hạn như là lúc này khi mà bị thương tật toàn bộ viễn thì sẽ được nhận số tiền nào lớn hơn. Số tiền nào lớn hơn. Nhưng chẳng hạn từ năm 65 tuổi, chẳng hạn lúc mà khách hàng mới có 15 triệu chẳng hạn mà không phải thương tật toàn bộ viễn thì nó giảm luôn cái số tiền này. Vâng. Giảm luôn số tiền này, tức là nhận số tiền nào lớn hơn. Nhưng chỉ được nhận đến cái số tiền này, quyền lợi thương tật toàn bộ viễn chỉ được nhận đến năm 65 tuổi. Thương tật nhé. Vâng. Đấy, không nói là tử vong. Đấy. Thế còn là từ năm 65 tuổi trở đi thì nó sẽ không giả cho cái quyền lợi thương tật toàn bộ. Từ ví dụ 66 tuổi không may bị cụt thay tay là không được. Thì nó giả giá trị của tài khoản hợp đồng. Vâng. Chẳng hạn lúc này giá trị tài khoản hợp đồng là 200 triệu thì nó giả 200 triệu. Tức là cái tiền tích lũy đây. Ừ. Giá trị tài khoản hợp đồng sau khi trừ các chi phí quản lý, chi phí ban đầu, chi phí quản lý hợp đồng chẳng hạn hàng năm người ta phải thuê những nhân viên để hoàn thiện rồi chăm sóc cái hợp đồng của mình đấy. Cháu tóm lại là cái khâu chẳng hạn cháu mở một công ty thì cháu cũng phải thuê người nọ người kia, cháu phải trả tiền hay thuê phòng đấy gọi là chi phí ban đầu đấy. Sau khi trừ đi chi phí ban đầu và trừ đi chi phí nếu như có nợ, chẳng hạn như là khách hàng A này đóng 3 năm sau đó nợ không đóng ấy. Đấy thì cái phần lãi người ta vẫn tính cho mình. Vâng. Thì người ta sẽ phải trừ. Đây phải trừ. Thế còn nếu như mình không nợ gì hoặc là có những người xin rút đấy. Vâng. Thì hoặc là tạm ứng, ví dụ thế. Đấy nhá. Thế còn nếu mà tử vong do tai nạn các cái phương tiện công cộng như là cầu thang máy, phương tiện giao thông điện giật vân vân thì là được chi trả là gấp đôi. Vâng. Gấp đôi sẽ nhân đôi lên. Thực ra nó gọi không nói nhân đôi nó không chính xác mà nó nói rằng là được công ty hỗ trợ thêm 100% số tiền bảo hiểm.
hỗ trợ. Bởi vì cái này nếu nói như tôi là không chính xác, bởi vì trong một số công ty họ không hề hề giả thêm, họ chỉ giả số tiền này thôi. Đấy, nên không thể gọi là nhân đôi mà gọi là hỗ trợ thêm. Và đây là cái tính nhân đạo của công ty này. Đó là người ta cho rằng là cái chết kia nó đau thương quá, không gì bù đắp nổi cho người thân, nên là một phần nào bù đắp bằng cái tài chính. Đấy. Bảo ơi, trật tự hai anh em. Đấy. Thì đấy gọi là số tiền bảo hiểm. Vâng. Rồi, cái mọi rủi ro do tai nạn này là 50 triệu. Mọi rủi ro tai nạn này không may khách hàng này bị thương tật ở mỗi viễn chẳng hạn. Đấy, thì được 500 triệu này. Vâng. Và do bị bỏng hoặc là do bị ngã giàn giáo hoặc là do gì đấy không tử vong. Vâng. Thì cái số tiền rủi ro do tai nạn này sẽ được nhân đôi lên bằng 100 triệu hoặc là 600 triệu chẳng Vâng. hạn. Nhân đôi lên. Đấy là trên các phương tiện công cộng. Thế còn trên cầu thang máy, à chết, trên máy bay có vé là du khách đi du lịch chẳng hạn, miễn là tiếp viên hàng không hoặc phi hành công là không được. Đấy, thì là được nếu như trên máy bay là nhân 3. Yeah. Đấy, là thành 150 triệu cơ. Vâng. Đó. Thế còn là mỗi một ngày nằm viện do mọi rủi ro hỗ trợ cho 100.000. Chẳng hạn những khách hàng này ốm bình thường thì 300.000 một ngày nằm viện những năm đầu. Còn nếu như do bị ngã gãy tay gãy chân vân vân thì cứ bao nhiêu ngày nằm viện đây người ta giảm cho 100, nhưng tối đa cho mỗi một lần là 90 ngày. Vâng. Chẳng hạn như ông này ông nằm 100 ngày thì ông chỉ được 9 triệu thôi. Vâng. Đấy, tối đa nhé, trong một lần, và tối đa trong một năm là 180 ngày. Vâng. Đó nhá. Rồi. Thế còn nó sẽ giả theo tỷ lệ thương tật, như chẳng hạn như cái chú ở làng vừa rồi chú bị trèo cành vải, chú gãy 5 xương sườn, thì mỗi cái xương sườn nó giả là theo tỷ lệ thương tật là bao nhiêu đó. Đấy, thử chưa? Đấy, thì họ cứ thế họ nhân lên. Vâng. Hay vừa rồi cái anh ở Vân Hòa, anh ấy bị cái máy cắt cỏ vào mấy ngón tay, mất mấy ngón tay này thì được chi trả là hơn 12 triệu. Vâng. Đấy, nó sẽ theo tỷ lệ thương tật có trong quyển này nhé. Vâng. Đó. Rồi, bệnh hiểm nghèo là 100 triệu. Bệnh hiểm nghèo thì với các công ty khác, duy nhất chỉ có bệnh hiểm nghèo và ung thư. Bệnh hiểm nghèo mở rộng có nghĩa là bệnh hiểm nghèo là gì? Là ví dụ như tim cũng là bệnh hiểm nghèo nặng, thận cũng là bệnh hiểm nghèo, chứ không phải là ung thư. Vâng. Đó. Hoặc là tai biến, huyết áp cao, vân vân. Đấy, thì cũng gọi là bệnh hiểm nghèo. Thế còn ung thư thì là do di căn do một cái bộ phận nào của cơ thể đấy, gọi là ung thư. Thì ở đây là bệnh hiểm nghèo và ung thư là 100 triệu. Nhưng khách hàng này được nhận quyền lợi này là phải qua 90 ngày từ khi hợp đồng có hiệu lực. Vâng. Nên là đừng ghi âm nhá, đừng có cho người khác nghe, tại vì cái này phần này là dấu. Vâng. Là nếu thế là mình cố gắng là trước 90 ngày mình đừng có khám cái gì trên hệ thống y tế, nhỡ cái như cái ông ở Bát Đầm đấy là ông bị ung thư gan, ông ấy không khám trên hệ thống y tế, nên là qua 90 ngày là ông được 292 triệu lần bù cho đi dự đấy. Vâng. Đấy, nên là cố gắng là trong 90 ngày là tuyệt đối là mình không khám bằng thẻ y tế, khám dịch vụ. Vâng. Nhỡ nó ra bệnh là nó chết. Rồi. Đó, phải là 87 ngày, 89 ngày cũng không được. Đấy, không tính tháng. Tại sao lại phải nói 90 ngày để cho nó chính xác, có tháng thiếu, tháng đủ. Vâng. Tháng thừa. Rồi, đấy, thì 90 ngày đấy. Thế còn là nếu không may mắc bệnh hiểm nghèo, bác sĩ tiên lượng ung thư để không qua khỏi 12 tháng, lập tức công ty sẽ giảm 100 triệu này cộng với 50 triệu này là 600 triệu và kết thúc hợp đồng. Vâng. Như vậy là khách hàng vừa mới tham gia được 3 tháng thôi, à 90 ngày thôi, thì họ giảm luôn 600 triệu này và kết thúc hợp đồng. Vâng. Đấy. Như vậy thì trong thời gian khách hàng mắc bệnh thì vẫn có tiền để chữa. Có một số như Manulife là nó tử vong rồi mới trả. Vâng. Nhưng ở đây là chỉ cần là bác sĩ tiên lượng không qua khoảng 12 tháng. Và chẳng hạn như ung thư giai đoạn 2 như con nhà Hiền nhà ông D thì nó giảm luôn 100 triệu này luôn lập tức. Và cái chỗ bảo vệ ung thư là 100 triệu, như vậy là nó giảm trước 200 triệu này đã. Vâng. Còn cái 500 triệu này là lúc nào khách hàng tử vong nó giảm luôn. Vâng. Có những người thì, ví dụ con ông D đấy thì nó có thể sống là mấy chục năm nữa, làm gì mà nó nhanh chết thế đâu. Vâng. Ung thư vú không ảnh hưởng gì thì quá lắm đấy. Đấy, thế còn cái bảo vệ ung thư này thì đấy, cứ như thế vừa nói đấy, là nếu như không may mà mắc mà ở giai đoạn 2 là nó giảm luôn 200 triệu luôn. Vâng. Đấy. Rồi cái phần này thì cháu còn hỏi gì nữa không? Thế được rồi ạ. Đấy. Thế còn các cái điều khoản
đây vợ cháu thì tương tự rồi. Vâng. Thì không nói nữa. Còn hai thằng này là chưa đến tuổi ấy thì là nhà nước hỗ trợ rồi. Vâng. Các cái điều khoản quyền lợi minh bạch hết trong quyền hợp đồng theo mục lục đây. Nó không có dấu gì cả trong quyền hợp đồng của khách hàng. Như là hết. Những cái đây. Cái nào mà những cái trường hợp mà từ chối chi trả, ví dụ thế. Từ chối chi trả có hai trường hợp. Một là khách hàng khai không trung thực. Không trung thực là gì, chẳng hạn đã bị ung thư rồi. Vâng. Sai. Cái trường hợp của cháu thì là không phải là không trung thực mà mình để nó đẹp xong mình bổ sung. Vâng. Đấy. Thế còn khi mình mắc bệnh ung thư rồi mình không khai, mình đã bị huyết áp rồi mình bảo huyết áp bình thường. Mình đã mà bệnh tim rồi mình bảo không được gì. Đấy là khai không trung thực. Vâng. Mà khi người ta soi trên hệ thống y tế biết rằng là khách hàng đã bị bệnh nghèo rồi thì không được nhận chi trả. Đấy. Đấy là trường hợp không được chi trả. Một trường hợp thứ hai là trường hợp loại trừ. Đấy, loại trừ. Thì ví dụ như một số bệnh loại trừ, chẳng hạn như tim bẩm sinh, những loại bệnh bẩm sinh là không được. Như cái có sẵn, riêng bảo hiểm người ta chỉ bảo vệ cái chưa có, còn cái đã có sẵn là không được. Có trường hợp cái thằng ở dưới Tản Lĩnh kia, tên nó là thằng Thủy, là nó bị tim bẩm sinh. Nó bị tim bẩm sinh, chính bản thân nó là người thứ không phải là không, nhưng mà nó không nói khi mà làm hợp đồng, nó không nói thằng ở dưới Cảng Lĩnh cái gì Tam Mỹ ạ. Vâng. Thế thì đến lúc khi nó đi mổ bằng nó do căn bệnh tim bẩm sinh thì công ty không trả cái tiền làm viện đấy cho nó, nhưng mà công ty vẫn bảo vệ sinh mạng những lại đấy 500 triệu chẳng hạn đấy thì vâng. Vẫn bảo vệ, nhưng mà cái tiền làm viện là không được. Vâng. Thế là nó mới làm ầm lên. Thì mình phải giải thích lại mãi là trường hợp bẩm sinh là không được, cháu phải chấp nhận. Xong là nó kêu là nó bỏ, nó không tham gia nữa, nó nợ được kia, bảo cái đấy cháu bỏ là cháu thiệt. Khi mà công ty người ta đã chấp nhận cho cháu rồi mà cháu bỏ là cháu thiệt. Cháu chẳng hạn cháu có làm sao thì công ty nó giả cho cháu vài trăm triệu, bây giờ cháu mới đóng có 15 triệu cháu bỏ là cháu thiệt. Cháu phải nghĩ cho nó kỹ. Là nó kêu là tưởng là được đó. Thì cái này nó đã cái gì, nó đã có quy định có hết trong này luôn nhá. Thì là cháu cứ chấp nhận thôi. May là cháu tham gia rồi thì cháu đi thì mới, chứ còn khi người ta đã biết cháu bị tim bẩm sinh người ta còn không cho cháu tham gia nữa kia. Nhưng là thế xong bây giờ thì lại vui vẻ thì lại đấy. Cho nên nhiều khi khách hàng không hiểu, cãi nhau xong bắt đầu trên công ty thím thì không có, nhưng mà một số công ty ôi nó đến nó làm ẩm đến xong nó quay lên Facebook nó nói, thế là một số người không hiểu bảo công ty lừa. Thực ra là bạn ấy không hiểu thôi đấy, ngang cứ đến là cãi thím xem với cái của AA đấy. Nó đưa lên Facebook nó nói rồi ôi đi, phải nói là những tư vấn viên người ta có ăn có học nhưng người ta không cãi nhau, người ta vẫn cứ nhẹ nhàng. Mà nó đến nó cứ thế này nó đập bàn ở bên AA hôm thím xem. Đấy. Rõ ràng là mình sai bệnh bẩm sinh được đâu mà lại cứ bảo là công ty lừa đảo. Vâng. Tức là không hiểu gì cả. Một là do tư vấn viên không đủ trình độ giải thích cho khách hàng. Hai là đã giải thích rồi nhưng khách hàng không chịu nghe. Vâng. Đấy. Đấy nhá. Thế còn các cái điều khoản là có hết trong này. Có hết trong này luôn. Đây, chẳng hạn như là người được bảo hiểm là gì? Đấy. Đấy là cháu chẳng hạn, người thụ hưởng là gì? Thụ hưởng cho hai đứa đấy. Vâng. Tuổi bảo hiểm từ 0 đến 60 tuổi này. Đấy, chứng nhận bảo hiểm như là ở cái tờ ấy đấy, đằng trước này đấy, họ đóng vào đây này. Đấy. Đây. Để chứng nhận, đóng luôn vào đây. Đóng luôn. Cái này nó làm rất cẩn thận, như cuốn sổ lần trước thì thấy mấy cái tờ giấy. Đấy. Rồi ngày hợp đồng có hiệu lực đây nha. Là ngày phát sinh trách nhiệm, tức là công ty đã nhận được tiền và ghi nhận trong giấy. Bắt đầu hôm công ty nhận được của cháu là ngày 1 tháng 3 năm 2021. Vâng. Đấy, hôm mình lỡ buổi tối thím cháu mình xong bị nghẽn mạng thím không ấy được. Vâng. Đấy. Đấy nha. Là có hiệu lực luôn từ ngày đó. Đấy, thì gọi là có hiệu lực. Ở trong này nó rất là nhiều. Đấy. Thì ngày kỷ niệm hợp đồng, tức là ngày này năm mùng 1 tháng 3 năm sau mình lại đóng gọi là ngày kỷ niệm hợp đồng. Vâng. Đấy nhá. Có hết trong này nó minh bạch không? Đây, chi phí ban đầu này, rồi ngày hợp đồng, năm hợp đồng này, ngày đáo hạn này, nó có hết luôn, cháu đọc hết trong này luôn. Lãi suất thế nào là lãi suất cam kết và lãi suất công bố? Lãi suất công bố chẳng hạn như lãi suất cam kết
nhiều đến cái lý mà thím, cho nên thím không muốn giải thích với nó nữa. Tức là trong cái này là nó có cái lãi suất cam kết, tức là nếu như tôi dù tôi có làm ăn thua lỗ thì tôi vẫn cam kết tôi giả cho anh là 5% hay 3% chẳng hạn. Đấy là lãi suất cam kết, gọi là lãi suất cam kết. Nhưng ngân hàng thì không dám, không bao giờ có là cam kết cả. Anh gửi vào thời điểm lúc nào thì anh được hưởng lúc đấy thôi, nó không cam kết. Thậm chí ngân hàng phá sản, có phá sản thì theo quy định của chính phủ và Bộ Tài chính là từ năm 2018 hết về trước là dù anh gửi 1 tỷ anh cũng chỉ được có 50 triệu đấy. Thế nhưng mà đến năm, từ năm 2018 đến trở về đây thì là 70 triệu. Vâng. Nhưng ở đây họ không thế, mà họ cái lãi suất cam kết là bảo cho tôi vẫn giả cho anh, lúc này anh có 200 triệu tôi vẫn giả cho anh 200 triệu chứ không phải là chỉ có 70 triệu. Vâng. Thế còn lãi suất công bố là gì? Lãi suất công bố là nó song song, một là lãi suất cam kết, tôi cam kết là tôi có làm ăn thua lỗ tôi vẫn phải giả cho anh 3% hoặc 2% ví dụ thế. Thế còn lãi suất công bố thì nó sẽ theo hàng năm. Lãi suất công bố nó sẽ theo hàng năm, chẳng hạn như năm nay làm ăn có lãi thì tôi giả cho anh 9%. Nhưng sang năm làm ăn không có lãi, nhiều người bị chi trả tất cả. Cho nên tại sao lại phải là yêu cầu khách hàng là khai trung thực. Số tiền này là chính là số tiền của tất cả của số đông, bù cho số ít. Vâng. Anh khai không trung thực là anh ăn vào phần của những người khác. Đó. Nên tại sao lại phải khai trung thực? Bởi vì số tiền này là của tất cả của mọi người, số đông. Đấy. Ví dụ năm nay chẳng hạn như là Han Hoa Lai, như vừa rồi Han Hoa Lai chi trả rất là nhiều luôn, mà lớn nhất Việt Nam đó là cho khách hàng người miền Nam là 21 tỷ 215 triệu. Đấy. Cho một khách hàng á? Cho một khách hàng miền Nam. Nhiều đấy. Nó tham gia cái quyền lợi các sản phẩm bổ sung cao. Yeah. Nó có tiền nên nó tham gia cao. Nhưng thản ra ông người chết thì phải mấy ô tô chở tiền. Vâng. Chứ phải ít đâu. Đấy. Tức là nó tham gia các quyền lợi, chẳng hạn như cái bệnh ấy này là bệnh hiểm nghèo này là quy định là được 500 triệu kia mà. Ví dụ thế, 500 triệu hoặc là đến 5 tỷ kia mà. Vâng. Đấy, ví dụ như thế. Rồi ung thư 5 tỷ nữa thì đã thành 10 tỷ rồi, còn gì nữa. Đấy. Nó tham gia nhiều. Đấy. Thế còn lãi suất công bố thím giải thích luôn là từ năm 2014 đến năm 2018 là Han Hoa Lai làm ăn có lãi là giả 9%. Nhưng năm nay là do Covid đấy, cho nên là thì mới bảo cháu tham gia sớm, còn tham gia sau là khả năng những cái phí sẽ bị tăng. Năm nay do Covid ảnh hưởng nhiều, ốm đau bệnh tật nhiều, năm nay lãi suất công bố vừa rồi là 5%. 5% à? Nhưng vẫn còn cao hơn ngân hàng. Vâng. 5%. Thím gửi có 3,5 này. Vừa rồi thím gửi ít thôi, hơi tạm ở đấy, không là cần lại rút thì thím có tiền đâu. Đấy. Thì lãi suất năm vừa rồi là công bố tháng 1 2021 là 5%. Lãi suất công bố là 5%. Đó. Rồi. Đây chi phí quản lý rủi ro, tức là đấy chính là cái số tiền mà mình ấy đấy, đó là chi phí quản lý rủi ro đấy. Mình tham gia cái mọi rủi ro đây này. Vâng. Mà thím đã chỉ cho cháu hôm trước đấy, lấy hết bao nhiêu tiền đấy thì là vào chi phí quản lý rủi ro. Là mỗi năm hết 3 triệu hay là mấy triệu đấy ạ? Đấy, đấy là chi phí quản lý rủi ro. Vâng. Đấy. Đấy. Thì mình không tham gia, người ta không bắt thì vâng. Anh có làm sao tôi không chi trả cho anh không? Anh tóm lại là anh tham gia quyền lợi nào được quyền lợi đó. Thím đây thì phải cho cháu các cái quyền lợi chính cơ bản hết luôn. Đây. Thương tật ngộ nghiễn đây, hai mắt hai tay hai chân hoặc 81% sức khỏe đây. Vâng. Có hết trong này luôn nhá. Cháu mới đọc hết cái này sau trở thành tư vấn viên của Han Hoa Lai luôn đấy. Thật đấy. Vâng. Nắm chắc sản phẩm mà. Đấy. Đấy, nhóm nghề đây. Có hết luôn nhá. Có hết. Vâng. Bệnh viện đây, quy định các bệnh viện nào. Bệnh viện nào không được công nhận đây. Đấy, phải gắn từ bệnh viện. Còn trên hệ thống y tế, còn bệnh viện ví dụ như là loại trừ đây này nhá. Làm viện do y học dân tộc là không được này, vật lý trị liệu không được này, phục hồi chức năng là không được này, viện phong này, viện điều dưỡng là không được nhá. Đấy. Vâng. Đây là những cái mà loại trừ đấy, mình phải nắm được, cho nên mình phải cứ phải là bệnh viện công. Vâng. Đi nhá. Đây, bảo hiểm tạm thời chỉ áp dụng cho trường hợp người được bảo hiểm sản phẩm chính tử vong do tai nạn trong thời hạn tạm thời 24 giờ nhá. Vâng. Gọi là bảo hiểm tạm thời. Bắt đầu từ khi bên mua bảo hiểm nộp hồ sơ đóng phí đầy đủ đầu tiên, thời hạn bảo hiểm tạm thời sẽ chấm dứt trong các ngày tùy vào ngày nào đến trước đó. Đấy, ví dụ như là khi mà bảo hiểm tạm thời, chẳng hạn như khi mà cháu được thông báo là hợp đồng được phát hành là đã được chính thức. Thế còn bảo hiểm tạm thời
thì là trong trường hợp mà khách hàng chẳng hạn như cái đợt mẹ cháu là phải đi đổi, người ta yêu cầu đi khám này, đi bổ sung sức khỏe này, thì khi mà chưa công bố là phát hành thì nó vẫn là trong thời gian tạm thời đó. Thế còn là khi mà khách hàng chẳng hạn khách hàng mà bị từ chối như khách hàng Vân Hòa cái đợt mua cùng mấy mẹ cháu ở Yên Bài là khách hàng đấy bị từ chối, thì khi bị từ chối là hợp đồng bảo hiểm tạm thời cũng chấm dứt. Vâng. Đấy. Nhưng mà nó hay ở chỗ, nó hay ở chỗ cái bảo hiểm, nó hay ở chỗ này, khi mà công ty đang yêu cầu nào, bé thôi này, yêu cầu khách hàng này đi kiểm tra sức khỏe mà khách hàng này không hay bị tử vong thì vẫn được. Vâng. Mặc dù là đang trong thời gian tạm thời là vẫn được. Đấy. Nhá. Thế thường có những hay cái tình huống nào mà nó ranh giới giữa đúng và sai nó rất là khó khi mà quyền lợi của khách hàng hay bị thiệt thòi ấy, ví dụ như là những cái ranh giới giữa quyền lợi giữa đúng và sai khi xảy ra sự cố ấy, đúng và sai chẳng có gì đúng sai cả, mình làm mọi ví dụ sự... những cái trường hợp nào mà nó xảy ra sự cố cho khách hàng nhưng mà lại không được chi trả, mà nó cái sự nó không được rõ ràng ấy, không có cái gì là không rõ ràng, nó có hết trong này. Thế còn trừ trường hợp đấy như anh, bởi vì có những cái trường hợp ví dụ như là một khách hàng tử vong do tai nạn, thì rõ ràng là tai nạn anh ta đi đúng đường, thế nhưng mà có nhiều tình huống lại cho rằng là anh ta là tự tử sai. Đấy, à, tức là để trục không, lợi không tất cả mọi cái là do công an giám định, họ căn cứ vào cái đấy, pháp y giám định, chứ không phải là công ty bảo hiểm giám quyết định cả. Tất cả đều căn cứ vào ở bệnh viện, hồ sơ bệnh viện căn cứ vào pháp y giám định đó. Như trường hợp ở trên Cẩm Lĩnh nhà mình, cái cô Lượng ấy, cô ấy chết rất là khó hiểu, không biết thế nào, không biết là hay là người ta thì cứ có một cái suy nghĩ rằng là tại vì thằng con với ông chồng cờ bạc nợ mấy tỷ ấy. Vâng. Thì bà này bà lại có ba, em ăn rồi, bà này có ba hợp đồng khóc trước khi đi làm là em phải ăn luôn, bà này bà có ba hợp đồng tính ra được hơn 2 tỷ. Vâng. Thế thì có một cái chết rất vừa với tối vẫn còn đi tư vấn với Quân vừa kiếm thế xong về, thế mà thằng vô lý ngã, thì ví dụ ngã ở để cả làm cái nghề buôn cá thì nếu mà ngã nó phải ngã vào đấy thì nó bị có nước thì ủng vậy, vô lý làm sao chồng lại không nghe tên tiếng ngã, thì thằng con về thì lại thấy mẹ đã chết ở trong bể cá, bể cá cũng xây cũng nhiều nước, thế nhưng mà cá lại không chết, thì có hai nguyên nhân. Cá không chết, cá làm sao mà chết được? Thì sợ là chập điện ấy. Thì có hai nguyên nhân là một là hay là tay dính nước mà chạm vào cái ở bên ngoài. Vâng. Đấy, thì có hai nguyên nhân là như thế. Thì chết rất là bí ẩn. Thế thì lại rất là dốt, thì khi mà lập biên bản lúc nửa đêm, lập biên bản thì phải mời hàng xóm làm chứng. Thì lại hai bố con làm chứng. Thế mà may là công ty Han này họ tin tưởng ở cái công ty TJ là một cái công ty mà rất là giỏi để mà tranh cãi cho khách hàng ấy. là nó bảo nó không chấp nhận, không lý do gì người thụ hưởng lại là người làm chứng. Rốt nát như thế, bọn công an hôm ấy thím không vào được, thím phải dặn là buổi tối mà dặn là phải bảo công an là làm cho thím, công an huyện mà lại đi thì làm cho người nhà ra làm chứng lại cái người thụ hưởng, thế là không được. Nó chỉ giả cho cái số tiền là 350 triệu là khách hàng tử vong. Vâng. Tử vong đấy thì tử vong thì vẫn được trả, nhưng mà nó không trả thêm, nó không cho thêm cái 100% số tiền bảo hiểm do rủi ro do tai nạn. Vâng. Là 350 triệu nữa, với lại mấy 50 triệu do rủi ro do tai nạn, cái mọi rủi ro tai nạn lúc tiến trị đấy. Vâng. Thì nó không cho, thế thì công ty tín lại vào cuộc, lại đến nhờ công an phải đút cho nó 20 triệu của gia đình đấy, nhờ công an thì làm lại biên bản hàng xóm lập chứng vào đấy. Vâng. Đấy,
Thế là sau đó cuối cùng thì cái thứ nhất nó về nguyên tắc họ không cho không thể cãi được với họ. Thế cho nên người ta mới nói là tham gia với TCA là người ta rất là yên tâm là TCA là một cái công ty tư vấn độc lập. Tôi không đứng về phía công ty bảo hiểm mà tôi đứng về phía khách hàng. Nên là tôi bảo thế là cuối cùng thì TCA từ tổng giám đốc đến chủ tịch, nhưng mà lại các công ty khác cái tỷ lệ duy trì K2 rất là thấp, 50% thôi, nên là họ làm ăn bị thua lỗ, tức là cứ tham gia năm nay sang năm bỏ ấy. Vâng. Nên họ làm ăn thua lỗ nên họ chấp nhận. Nhưng TCA là tỷ lệ duy trì K2 là 80%, nên là cái quỹ bảo vệ của TCA của khách hàng tham gia qua TCA là vẫn còn nhiều, thế là nó chấp nhận đấy. Cho nên là nó cũng có nhiều cái tình huống đấy thì nói đơn cử ra để cháu hiểu tình huống như thế, thì nó chấp nhận là nó giả thêm 350 triệu với lại 50 triệu với hội do là được 350 triệu. Trong khi đó tham gia bên Bảo Việt 25 triệu được có 300 triệu, bên này 15 triệu mà vừa tham gia mấy tháng. Vâng. Đấy, thì được giảm 750 triệu. Đấy là cái cô lượng ở trên cô hay xuống ở đây bán cá. Vâng. Đấy thì mới sao nhỉ? Thì